Chào mừng mọi người trở lại với kênh của mình. Kênh của mình chuyên về chăn nuôi, hướng dẫn chăn nuôi, những món ăn ngon, độc lạ, những món ăn tự làm. Hôm nay mình ra cái giường mình nè mọi người, cái chỗ mà mình giải cải mình cái xinh cái hộp nó lên là cái dành để ăn mì. Mọi người mưa tới hôm nay mưa mấy đám liên tục luôn, từ mùng 1 đến mùng 4 luôn. Mưa quá cải ngã sụp địa luôn, chưa ăn được gì hết, mà ngã hết trơn rồi mọi người. Còn một số cây nó ngóc ngóc đầu lên nè, mình đi hái ơi, mình đi cắt gốc thôi, cắt gốc mình vô mình trồng mì ăn nha mọi người. Đó mọi người thấy không, ngại nó mưa quá ngã lập địa luôn. Tối giờ sáng rồi, gáo nước rồi, khô rồi, mình đi cắt thôi. Để bữa giờ bữa đó mua một cái nữa là không có mà ăn luôn nữa. Ngã cái này trồng khó lắm, cái này trồng mọi người trồng ở trong nhà tránh những giọt mưa lớn, hoặc mọi người có những cái lưới cước đồ mọi người căng ở phía trên á. Cái này mình quên căng nè, quên căng đêm trời mưa ra nó ngã nó lớn quá đó, nó làm cho những cái cải ngã luôn. Cái cải này còn nhỏ mà muốn ăn cây mầm này nè, từ khi xạ đến khi mà ăn được nó khoảng 7-8 ngày là ăn được à. Đó. 7 ngày là dài khoảng 2-3 phân gì đó mình ăn được 2-3 phân. À, mình quay mình cắt cải rồi mình đem vô mình cho mọi người nấu món ăn đơn giản hàng ngày nha mọi người. Cải này nay mình đi trụng mì ăn thôi, còn thật sự cải này muốn ăn ngon á mọi người làm gì không, mọi người đi mua thịt bò về mọi người xào thịt bò ngon. Cải mầm loại cải xanh đó, nghe làm cái mầm rất ngon. Cái năm cải có cây nấm nè mọi người, nhìn thấy cái nấm không, nấm này không biết ăn được không nữa. Thôi mình thấy cải thôi, mình không có nấm đâu, cắt cải thôi, cắt cải vô mình nấu mì ăn. À cây nấm thôi mình cắt cải nha mọi người, cắt cải ăn được mới nào hay mới nó chứ uổng lắm mà cắt được một gỗ này mọi người, một gỗ rồi đó. Cắt được mớ rồi, bữa nay ăn được chắc được khoảng một phần của clip thôi. Mưa quá uổng quá, uổng cái năm cải mình trồng để ăn mì. Lựa đó mọi người, cắt phải lựa đàng hoàng chứ để dính đất vô là khó rửa lắm, loại này khó rửa lắm, rửa 2-3 lần chưa sạch nè. Còn mọi người cắt cái gốc mà nó hết đất rồi vô rửa nhanh lắm, rửa chút xíu rồi xong, mình rửa nè, rửa hai nước là xong rồi. Nước xong, mọi người thấy cái củ này củ gì không? Củ quê mình đó, trồng được dây có nhiều củ, chút mình nấu canh ăn luôn, còn này mình nấu mì ăn thôi. Rửa xong rồi mình đi nấu mì, mọi người nhà nào có ăn mì thay đổi. Có nhà nào, có người nào ăn mì giống mình không? Ăn quanh năm suốt tháng, ngày ăn hai cử, ăn biết... thành công mì quá mọi người. Bây giờ đắt đó, vậy mà còn đắt, giờ mình đi gỡ thêm miếng nữa coi. Đắt quá đắt. Đắt cái cát đồ mọi người ăn là nó sạn á. Tự nhai cái dính cục cát, cục đá vô nó. Mà có mấy cái loại vô đau bụng nha mọi người. Mình mời mình khác cái gà, gà. Gà nó ăn sỏi, ăn cát, ăn đá đồ, nó giúp cho hệ tiêu hóa nó phát triển tốt. Còn mình ăn vô mình đi luôn nha mọi người, sỏi thẳng luôn á. Thôi nói vậy thôi, cho mình đi nấu mì ăn thôi nha mọi người. Rửa vài nước nữa là xong rồi, đổ ra cái nữa rồi mình đi nấu mì cho mọi người ăn. Để cái kéo dài lắm đó. Xong mình đi nấu mì ăn nha mọi người. Tết ăn đùm lum đỏ hết trơn, ăn kiết mà mập phù lù luôn, ăn qua cái Tết này chắc lên vài ký nữa. Rồi mình ăn đi, ăn rau ăn mì hơi trái chắc khỏi tăng cân, khỏi béo phì chứ.
ăn ba đầu dầu mỡ quá kỳ. Còn ăn rau, ăn cải xanh, ăn trái cây đồ mọi người có sức khỏe, có năng lượng. Chống cảm, tăng đề kháng. Cơ thể mình giống cũng giống như những loài động vật thực vật gì thôi, cũng cần năng lượng, cần đầy đủ chất thì nó sẽ không bệnh hoạn, có đề kháng vượt qua mọi bệnh bệnh tật mọi người. Còn không vượt qua thì mình đi bệnh viện luôn chứ sao giờ. Sao mình biết đủ thế nào là đủ chất, thèm gì ăn đó thôi chứ làm sao mình biết được cơ thể mình thiếu cái gì. Chỉ đi bệnh viện với chuyên gia gặp bác sĩ rồi mình mới biết được thôi, bệnh này bên kia thôi. Còn như ví dụ như bác sĩ mà tham lam, bác sĩ mà nuôi bệnh đó là đi luôn nhưng mà người cũng hên xui lắm đó. Nhiều khi bệnh này chỉ bên kia tùm lum tá la chứ, cho nên làm gì cũng có cái tâm, không có cái tâm là người ta chết, xã hội chết một số người ít thôi. Còn bây giờ mình nói mì thôi, nói chuyện khơi khơi hoài, nói mì ăn cái này đó. Bỏ cái mì, bỏ cải dưới mọi người, cải này dễ chín lắm, nếp vừa vừa đã chín rồi, nhỏ mà, nhỏ non ngon. Ăn mì ăn kiểu này là vua vô địch luôn đó mọi người. À, mình xem mình bỏ vô, bỏ vô mỗi một niêm vô, ai ăn được một gói thì xé một gói, ai ăn được hai gói thì xé hai gói, ai ăn ba gói thì xé ba gói. Nó ăn nhiều càng nhiều đủ sức mình thôi, ăn đừng bỏ phí được rồi. Ok, mình ăn hai gói thôi, sáng hai gói chiều hai gói là xong. Ăn xong mình chút ăn cơm nữa, ngày có nhiêu đó, Tết rồi này, Tết Tết mấy ngày rồi, sắp hết Tết rồi đó mọi người. Qua này là người ta đi làm hết rồi, đi làm như là mùng 9 là công nhân đi làm rồi, công nhân viên chức mùng 9 đi làm. Còn công nhân mà ở trong những cái xí nghiệp, người lao động đó, nói chung là người lao động là như mùng 6, mùng 7 có công ty 4 người đi làm mất tiêu rồi, về quê. Nhiều công ty không có đơn hàng thì tới mùng 9 mới làm, nghỉ thêm mấy bữa nữa. À, trong cái khắc nghiệp luôn, hậu Covid này mấy năm thất nghiệp không có việc làm, kinh tế khó khăn hả mọi người, nên ăn mì gì cho chắc hả, mì cho tiết kiệm hả, ăn mì cho nó khỏi tốn tiền, tốn ít thôi. Dù hai cái mì có nhiêu, có 2.500, hai cái mì 5.000 thêm vài công rau nữa, nhà có gì bỏ vô đó. Còn ăn ăn gì dư á, ăn gì dư trong tủ lạnh, trong tủ gì của mình còn dư á, mình để vô mì mình ăn luôn. Giống như mình nè, mình chuyên gia ăn những cái đồ như thế đó, tại vì bỏ uổng mọi người, bỏ uổng với lại đồ nó không hư, nào hư mình bỏ, còn không hư thì mình lấy mình ăn nè. Giống như huyết nè, huyết ngày tết tạm còn dư nè, ruột chín hết trơn rồi, sẵn ra mình lấy nước sôi mình trụng lại thôi, cái mình gấp mình bỏ lên mì mình ăn bình thường thôi mọi người, chứ phí quá làm gì, phí bỏ phí. Còn có những nơi mà người ta còn không có ăn nữa, giống như châu Phi đó, chỗ quay những vlog đó, làm đó, quay những cái mảnh đời ha, mảnh đời những cái đứa trẻ là một cô mỗi người châu Phi rất cực khổ. Những nhà báo đưa những hình ảnh lên đó, đứa trẻ châu Phi ốm đói không có gì ăn, không có nước uống, còn người ăn đầy đủ rồi, mình có huyết nè, mình đã huyết vô rồi, mình nó có ba cái pate này bỏ vô, ớt đầy đủ rau ăn thôi, chứ ba tê mình sắp ra bỏ tủ lạnh hoài cũng hư, ăn, ăn cho nó hết thì nó hư, cái dòng đá nó mới không hư thôi. Thôi mời mọi người ăn nha mọi người, năm mới rồi mình mới mời mọi người ăn cùng mình, thưởng thức cùng mình cái hương vị mì. Mình ăn chiên mì này thôi, còn mọi người ăn mì nào, nhiều bộ mì lắm, mì tầm lum mì, Hàn Quốc, mì Trung Quốc, mì Đức, mì Ý gì tùm lum đó, là tao bảo mình ăn mì Việt Nam, mì ba miền,
Việt Nam sạch to luôn mọi người ơi, nói nhanh ghê không trời. Mọi người đó mình ăn mình ngại quay mặt mình ăn lắm, ăn hết luôn rồi mình mới quay cho mọi người ăn hết rồi mình quay đó rồi tiếp đến kết thúc. Chúc mọi người có một ngày làm việc vui vẻ và thành công. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video kế tiếp. Mọi người thích nhớ đăng ký kênh, like và ủng hộ cho mình ra những cái video kế tiếp, video ăn mì nha mọi người. Rồi xin mời mọi người xem những hình ảnh về những cái hoa, bông hoa, những cái này kia kia nọ mình chia sẻ thêm phủ thêm. Cái này mọi người biết gì không? Cá sấu đó mọi người. Cá sấu năm chèo. Mọi người có nghe cái sấu không? Có cái âm năm chèo không? Truyền thuyết cô thích. Đây là cái tác phẩm dưa hấu. Nghệ nhân làm đó mọi người. Thấy đẹp không? Có hình con mèo, năm con mèo, có hình con mèo. Rất là đẹp. Đúng. Hàng năm thì Tết thì người ta thường làm những hình ảnh như thế này. Món ăn. Đây là một cái món. Mọi người thấy không? Giống con gì? Tết mọi người, chiên xù. Chiên rất là ngon nha mọi người. Chiên nhưng mà dầu mỡ nhiều quá. Món này nói chung là ngày Tết ta vẫn làm ăn là bình thường, khỏe mạnh thì ăn không được, không sao. Còn người mà bị béo phì ăn cái món bánh, mọi người biết bánh này bánh gì không? Rất là ngon nha mọi người, hình ảnh cũng rất là đẹp. Tết nhất năm nào người ta cũng làm bánh hết trơn, đủ loại bánh hết trơn. Bánh này bánh kia kia nọ để bán ngày Tết cũng cung rất là nhiều. Ồ, mọi người thấy bánh rất đẹp không? Rất đẹp, thơm ngon nữa mọi người, có nhân nữa. Món ăn rất là truyền thống, rất là cổ điển, rất là ngon của những người ăn chay nha mọi người. Món chay rất là thơm ngon, không có bệnh ăn dầu mỡ đâu nhiều. Đây món này là món rất là dược đất luôn, đó là món dẹm nướng mỡ hành nha mọi người, rất là ngon. Mọi người nhìn thôi thấy muốn chảy một miếng rồi. Đúng rồi, thì lạnh lạnh ăn vô rồi kèm vài xỉ đế nó hết sảy luôn mọi người, quá ngon luôn. Ăn mồi chứ uống rượu thôi, uống bia là thua luôn, bia no thôi chứ có ăn gì được không. Đây mọi người thấy không, nghệ thuật, rất là nghệ thuật, rất là hay mới làm tạo nên được những cái bức ảnh Phật trong những chiếc lá. Đây là cái một nghệ thuật mới phát triển, thế mới nổi nè, không biết mà xưa trước đó có không chứ giờ mình thấy trên mạng xã hội nhiều á, mình mới nói mới đây. Đây món gắn nè mọi người, đó là cái ngon rồi, có trứng cái này cái nọ, nhìn cái dĩa gắn là hấp sảy rồi, bỏ vô nồi lẩu nó là tuyệt vời luôn, ăn mặt trời luôn, ăn một lần nhớ mãi luôn. Món gắn là rất là ngon, rất quý hiếm gắn này. Món ăn dinh dưỡng. Mọi người biết con này con gì không, món này món gì không? Mình sơn ngang nhìn kỹ nha mọi người, nhìn kỹ mới biết được thôi, sơn ngang không biết nổi đâu. Ngon đấy, món này rất là ngon, rất là quý hiếm, giờ người ta nuôi được rồi, cho nên nó không còn quý hiếm nữa. Đây, nướng nha mọi người, món nướng là không bao giờ mà bài hắt sủng được, bởi vì nướng luôn là món ăn nhanh, nóng và không có dầu mỡ nhiều. Rất ngon, có món nhậu nhiều. Bánh ngọt nè, dĩa bánh ngọt này mà biết cái dĩa dưới là dĩa gì không? Dĩa trứng đó, mà trứng làm như thế nào, mọi người biết không? Nhìn ra mọi người đoán thôi coi, món này món gì? Món trứng chứ gì? Nhớ comment bên dưới nha mọi người. Tiếp tục món nướng này mọi người ơi, nướng này nướng thịt nè. Nướng thịt mọi người thích nhất cái lúc mình nướng thịt không? Mỡ nó chảy xuống thang với kêu xèo xèo xèo, rất là nghe rất là mát tai. Đồ một loại món ăn từ món lẩu, người nhìn vô biết không, ngọc kê đó, ngọc kê mình thấy có ngọc kê nè, mình thấy có mề nè, cái mề này dạ dày vậy, anh ta gọi mề nó là dạ dày của con gà đó mọi người, biết lá gì không, mọi người biết nhớ comment bên dưới nha. Lá này đã ăn với cái loại gà này là hết sảy luôn, mang hương vị đậm đà luôn, ngon, bổ dưỡng.
Nghề hai hình ngon không? Cái view cũng đẹp, view chụp hình cũng đẹp. Rồi, clip của mình kết thúc. Chúc mọi người có ngày vui vẻ và thành công. Chào tạm biệt. Chúc lần hai nha mọi người. Bye bye. Chào tạm biệt.